OK, bây giờ đây mình sẽ chuyển sang phần thứ hai nhé, để cập nhật cho mọi người một số các trend coin có tiềm năng tăng trưởng rất mạnh và tăng tài khoản của anh em trong năm 2024 và 2025 sắp tới đó. Mọi người có thể thấy rằng bitcoin tăng sốc nhiệt quá rồi, bởi vì hút dòng tiền lớn từ Ancoin đó, và bitcoin tăng trưởng cực kỳ là mạnh lên tận gần 74.000. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng xuất hiện xoay quanh hệ sinh thái của bitcoin có nhiều các trend mới nhé. Trong đó thì anh em sẽ để giúp mình, đó là các cái đồng coin hiện tại cũng có mặt ở trên nền tảng của binance và một số sàn top khác như là các đồng coin thuộc hệ sinh thái của BRC20 ấy, như là Audi nhá anh chị em. Đồng coin ở đây mình cũng đã call cho anh em thấp nhất đó là 3.2 đô la còn nguyên bài post trên nền tảng của Twitter đó. Và sau đây sẽ là cái đồng sát nhá anh chị em. Đó, đồng sát Và hai cái đồng coin này thuộc trend về BRC20, ngoài ra anh em sẽ bổ sung giúp mình các lớp layer 2 của Bitcoin đó. Thực ra vừa qua họ có build thêm như là cái đồng SAVM ở trên nền tảng của sàn giao dịch MEC và một số sàn khác có nhé. Tương tự như vậy thì có thêm cái đồng đó là OneCard họ cũng làm về cái mảng đó game file ở bên hệ sinh thái của Bitcoin đó. Thời gian vừa qua thì các đồng coin đó cũng đều đã tăng trưởng rồi và mình cũng đã khôn hết cho mọi người rồi. Anh em có thể chờ các điều chỉnh xuống để tham khảo nhé. Và tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ để ý đến giúp mình cái trend liên quan đến hệ sinh thái của Merlin nhé. Đó. Hiện tại thì cái hệ này chưa mới nét đâu cái đồng mơ đó anh em thời gian vừa qua mà chúng ta tham gia sách cái đồng ali để lấy cái đồng mơ đó đã tăng trưởng cực kỳ là mạnh rồi nhưng anh chém em ta gọi là cam kết bitcoin thì từ cái giá cam kết của anh em đó cũng đã x 60 đến 70 nghìn lần nhé tất nhiên là số lượng chúng ta mua không nhiều đâu tuy nhiên chúng ta chỉ cần mua được khoảng tầm đến 0,1 đến 0,01 đô thôi ấy, thì x 6 70 nghìn lần thì cũng rất là lớn rồi nhá đó thì trong hệ sinh thái này đang build cũng khá là nhiều các dự án rồi anh em có thể là xem về hệ sinh thái này ở đây nhá và trong hệ sinh thái của Merlin thì mọi người có thể là cầu tài sản qua nhé chúng ta muốn mua các cái đồng coin ở bên Merlin ấy, thì hiện tại còn đang khá là sơ khai mà chúng ta mua thì có khả năng ít tài khoản lớn hơn nhưng mà cũng kèm theo rủi ro đó bởi vậy chúng ta nên đi với số vốn gọi là chịu đựng được rủi ro thôi nhé còn vốn lớn thì anh em vẫn tập trung vào các cái đồng coi trend á, các đồng coin nền tảng mạnh nhé thì nếu mà chúng ta muốn mua các đồng coi bên Merlin thì sẽ có một cái sàn đây mang tên là Merlin Swap sang này đây thì cũng chưa ra cái đồng token luôn á cho nên chúng ta một công đôi việc có thể là vừa mua các đồng coin và trải nghiệm trên này để nhận rejoy tiếp đến từ dự án nhé. về sau đó có tiềm năng nhé ngoài ra thì anh em muốn cầu tài sản sang á, anh em có thể sử dụng cái cầu đó là file đó cầu này đây thì anh em có thể kết nối ví này và mọi người sẽ chuyển rất nhiều cái chuyên đang hỗ trợ đây nhé đó các có loại tài sản ở bên đó thì mọi người chuyển sang bên này và mọi người sẽ nhận được cái đồng coin ở bên merlin nhé mọi người chuyển sang này và mọi người sẽ lựa chọn sang merlin này đó Ok, sau khi có Merlin rồi thì mọi người sẽ swap tài sản đây thôi nha Còn nếu mà anh em gọi là không thông thạo lắm ấy, thì mọi người có thể là comment ở dưới phần bình luận của video. Post nhiều á thì mình sẽ link clip hướng dẫn riêng cho anh em về cái channel này, về cái channel liên quan đến Merlin đó. Ok và bản cập nhật end của Ethereum cũng đã rất thành công ngày hôm qua rồi. Hiện tại đây thì mọi người sẽ thấy sau các bản cập nhật ấy, thì các đồng coin sẽ không mô ngay đâu, nhưng mà nó sẽ có khoảng thời gian về sau sẽ có cái đợt sóng gọi là mô ngắn hạn á. Cho nên mọi người sẽ để ý giúp mình đối với cả những đồng coin layer 2 nhá mình đã có clip riêng rồi nha anh có lấy đầu tư lấy hai trong sóng lên cần hay không đó anh em xem lại clip cách đây còn tầm một ngày là thấy thôi và trong đó thì sẽ có một số các đồng coin mọi người sẽ cần phải lưu ý mình đã đề cập quá là nhiều về các cái đồng coin lấy hai rồi sau đó sẽ là những đồng coin trục trend về LSD defi LSD và di staking nhé cái trend liên quan đến stacking anh em lưu ý giúp mình này. cực kỳ là tiềm năng luôn hiện tại đây thì mọi người đang hâu tài sản ETH ấy, mọi người có thể lên trên kênh trên Telegram của mình nhé và gõ đó là reset kênh nhé, mình có tổng hợp lại cho anh em rồi và hình như mình cũng đã có quay clip nhé, mình sau cho mọi người xem luôn này, đây nhá mọi người tập trung giúp mình về cái dự án Engine Layer nhé, tập trung farm point của cái dự án này, đây sẽ là một dự án có tiềm năng airdrop cực kỳ lớn và sau khi mà airdrop xong á thì đồng coin này nếu mà anh em không tham gia farm á thì mọi người có thể đợi điều chỉnh để mua cái đồng kho này cũng rất tiềm năng cho chủ kỳ trend sắp tới nhé đây sẽ là một trend cực kỳ là bùng nổ đó và ngoài ra thì sẽ có thêm một clip nữa đó mình có tổng hợp lại cho anh em về những dự án mà đang tham có tiềm năng rất là mạnh listing trên các nền tảng sản tập trung lớn sắp tới và sẽ drop cho anh em một lượng tài sản cực kỳ lớn đó mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video hết cho mọi người xem nhé mọi người chỉ cần vào trong phần mô tả của clip thôi để chúng ta có thể xem những mục đó và cuối cùng thì mình cập nhật cho mọi người về cái trend á, thời gian tới sẽ rất là bùng nổ anh em sẽ thấy rằng khi người mới vào trong thị trường á, thì họ biết đến bitcoin chỉ là một phần mà thôi bởi vì báo đài họ đăng tin từ rất lâu rồi kể cả nói bitcoin scam cũng có luôn nhá và mọi người sẽ để ý giúp mình đó là người mới họ biết đến nhiều hơn á, bởi vì có những đồng coin tăng trưởng cực kỳ là mạnh cho nên trong thị trường thì trend nào sẽ có thu hút nhiều người hơn đó là trend liên quan đến memecoin và GameFi nhá đó là hai trend mọi người sẽ cần phải lưu ý giúp mình coi thì mình đã đề cập cho mọi người rất nhiều rồi các cái đồng coin mình côn chủ yếu đó là Dogecoin này đó tiếp theo đó sẽ là cái đồng Bebe nhá và sau đó sẽ là cái đồng Meme đồng Meme ở đây thì thời gian vừa qua tăng trưởng thì thực sự chưa được mạnh cho lắm khoảng tầm hơn x2 x2,5 lần mà thôi thì chúng ta có thể cân nhắc về lịch trả token của cái đồng Meme để chúng ta có thể tham gia đầu tư bởi vì sắp tới thì cái đồng Meme này cũng sẽ có rất nhiều bản cập nhật đó bổ sung thêm một cái đồng đó là đồng hu hu nhá đồng coin này đây thì sẽ là đồng MIMCOIN coin ở bên hệ sinh thái của merlin đó còn khá là mới thì anh em có thể tham khảo vào sổ số, số, cũng được ở trên coin nhé anh em có thể đăng ký cái link đối tác ở dưới phần mô tả của video. Ok và như vậy thì qua clip ngắn này, này mình cũng đã tổng hợp lại cho mọi người với những trend coin có tiềm năng tăng trưởng rất mạnh trong chu kỳ khoảng thời gian năm 2024 hay 2025 á. Tất nhiên thì sẽ có thêm một số trend khác mình đã đề cập cho mọi người trong cộng đồng trên đồ Telegram rồi. Bởi vậy thì mọi người nhớ đăng ký kênh và bật thông báo lên nhé. Không là anh em sẽ bỏ lỡ rất nhiều đó và mọi người sẽ lưu ý giúp mình các cái đồng coin á mà mình cập nhật cho mọi người trong nền tảng trên đồ Telegram thời gian vừa qua thì rất nhiều các dự án đã ích tài khoản lớn rồi cho nên chúng ta xem clip thì mọi người sẽ cần phải lưu ý nhé như đây trước đây mình chia sẻ cho mọi người đó Areo là một cái sàn đất trên hệ sinh thái của bay đúng không lúc chia sẻ cáp 8,5 đô la và chỉ sau chưa đầy khoảng tầm 2 tháng thôi thì cap con này đã tăng trưởng lên đó là khoảng tầm gần 300 triệu rồi tức là ít gần 20 lần nhé tương tự như vậy thì có cái đồng Metis, mình có cô cho mọi người trong cộng đồng trading đó và mình có tiếp tục cô cho mọi người trong clip luôn top 3 đồng coi tiềm năng x10 trong năm 2024 hai đó Lúc đó Metis giá là 26,5 đô la và hiện tại đây thì Metis ATH cao nhất đó là 150 đô la và đang khoảng tầm 140 đô nhé. Đó là những dự án rất là lớn rồi cho nên chúng ta nhớ xem clip và xem kỹ càng nhé. Cuối cùng xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau.